Này này này, cô đây rồi, tôi tìm cô từ sáng đến giờ. Thế cô đi đâu đấy hả? Em ra ngoài mua ít đồ ăn. Thế anh đi đâu đấy ạ? Tôi đang đi thông báo ấy, là cái chung cư của mình ấy rất là bất ổn nhá. Mà cô là con gái, cô cũng phải cẩn thận đấy. Thế có chuyện gì mà nguy hiểm thế ạ? Chung cư của mình nhá, dạo gần đây xuất hiện một tên trộm. Không những là đi trộm tiền, mà lại còn đi trộm cả đồ lót con gái đấy. Thế chưa bắt được hắn ta ạ? Bắt gì được thì tôi đứng đây nói chuyện với cô làm cái gì? Cái chung cư này ấy, không hề có lắp camera an ninh, thì làm sao mà nhìn thấy mặt nó được mà bắt được nó hả? Thế nên là bây giờ tôi đang đi huy động này, phải lắp bằng được cái camera ngay tháng sau luôn để mới bắt được tên trộm chứ. Thế anh cứ đi nói với mọi người ở tầng dưới đi, còn tầng của em để em huy động hộ ạ. Ban quản lý là phải có trách nhiệm ngay lập tức nhá. Vâng ạ. Tôi đi đây. Cái gì đấy? Có kẻ đang theo dõi cô đấy. Sao anh biết? Đi đây. Ngồi đây. Sao? Thế nào? Thế tại làm sao mà lại có người đi theo cô? Chắc hắn ta là kẻ trộm quanh đây thôi. Sao cái khu này lại có thằng biến thái như thế nhở? Mà sao anh biết là hắn theo dõi tôi? Thì lúc vừa nãy ấy, cô đi thang bộ, nhưng mà tôi đi cùng cô, xong rồi tôi phải vào thang máy tôi đi trước cô đấy. Anh có phải là chủ hộ ở đây không? Tại vì tôi thấy trong này là con gái mà nhỉ? Đúng thế. Tôi ở đây cùng với cả bạn gái tôi. Chả là mấy ngày hôm nay ấy, buổi tối cô ấy đi về, cô ấy cứ có cảm giác như là có người theo dõi đằng sau ấy. Tôi không yên tâm một chút nào. Thế nên là tôi phải chuyển qua đây ở tạm vài hôm. Và bí mật với cô nhá, tôi với cả bạn gái tôi cũng sắp về ở hạt với nhau rồi đấy. Mời cô nước. Vâng, tôi cảm ơn ạ. Thế bạn gái của anh có mất mát gì không, hay là có thấy được mặt của hắn ta không? Cũng tối quá, thế nên là cô ấy sợ, cô ấy cũng đi thẳng về phòng luôn mà. Mà cô cũng buồn cười thật đấy, nhớ mày mà nhìn thấy mặt hắn, xong rồi hắn không tha cho bạn gái tôi thì làm sao? Anh nói đúng đấy. Thế anh chị phải cẩn thận nhá. Buổi tối thì nhớ đóng chặt cửa, với cả nếu như có vấn đề gì thì nhớ phải kiểm tra. Tôi có thể đi nhờ nhà vệ sinh được không nhỉ? Nhà vệ sinh đằng này, cô cứ tự nhiên nhé. Cô uống nước đi. Đợi hắn ta đi hẳn rồi mình ra ngoài sau. Tôi không khát. Mà anh định ra ngoài à? Hả? Thì tôi thấy anh cứ đi ra trong nhà suốt. Tại vừa lúc nãy ấy, tôi đang định đi ra ngoài, xong rồi vướng phải cái chuyện của cô ấy, thế nên là tôi phải quên mất đấy. Cô cũng đang đi giày trong nhà tôi kìa. Hay là cô cứ ngồi đây nhá, để tôi chạy ra tôi xem thằng Kiều đã đi chưa. Vâng ạ. Alo. Chị đâu rồi? Chị có sao không? Chị không sao, chị đang ở phòng 503. Thế nên em vào nhá. Không sao đâu, em đợi một lát chị ra ngoài tìm em xong rồi nói chuyện rõ ràng nhá. Được rồi. Ôi, cô làm cái gì đấy? Đây là số điện thoại của tôi. Nếu như anh có vấn đề gì hoặc là gặp hắn ta một lần nữa ấy, thì gọi cho tôi hoặc là ban quản lý tòa nhà nhé. Bây giờ tôi phải đi rồi. Nhưng mà hắn ta vẫn ở ngoài kia mà. Ra ngoài kia bây giờ là nguy hiểm lắm đấy. Không sao đâu, tôi có cách rồi. Tôi xin phép nhé. Này, nhưng mà nguy hiểm lắm đấy. Nguy hiểm ý, thì anh cứ ở đây đi. Ít tiền trong nhà thế nhỉ? Nhiều hơn tí nó phải là tốt hơn.
ai gọi. Alo. Anh đã nhìn thấy người đấy chưa? À, là cô ấy à? À, hắn ta chắc là sợ quá chạy mất dép rồi. Bây giờ chả nhìn thấy đâu nữa. Vâng, thế giờ anh có đang rảnh không ạ? Cô cần tôi à? Hả? Này, có cần tôi giúp đỡ gì không? Bây giờ tôi cũng đang chuẩn bị ra ngoài chứ. Hay là tôi lên trên phòng cô nhé. À, anh lại cái chỗ khi nãy tôi ngồi ấy. Dọn được tôi cái gối được không? Ừ, được chứ. Ôi. Này, cô lừa tôi đấy à? Hả? Anh có mà chạy đằng trời ấy. Công nhận chị liều thật. Mà sao đối diện với hắn chị vẫn bình tĩnh thế? Chị biết em theo dõi chị mà. Nhưng mà chị cứ giả vờ. Ai ngờ là hắn thật. Alo, chị đâu rồi? Chị có sao không? Chị không sao. Chị đang ở phòng 503. Thế thì em vào nhá. Không sao đâu. Em đợi một lát chị ra ngoài tìm em xong rồi nói chuyện rõ ràng nhá. Vâng. Tình hình thế nào chị? Bây giờ ấy, chúng ta phải liên lạc với chủ 503, hỏi xem là có ai ở nhà không. Chứ chị nghi ngờ lắm. Anh có phải là chủ hộ ở đây không? Tại vì tôi thấy trong này là con gái mà. Ừ, đúng thế. Tôi ở đây cùng với cả bạn gái tôi. Chả là mấy ngày hôm nay ấy, buổi tối cô ấy đi về, cô ấy cứ có cảm giác như là có người theo dõi đằng sau ấy. Tôi thì tôi không yên tâm một chút nào. Thế nên là tôi phải chuyển qua đây ở tạm vài hôm. Hắn ta rất thông minh, nói rằng mình là người yêu. Nhưng khi chị nhìn quanh phòng thì phát hiện ra phòng này chỉ có giày dép con gái, không có một đôi nào của đàn ông, không giống với một cặp thường xuyên ở với nhau. Tôi có thể đi nhờ nhà vệ sinh được không ạ? Nhà vệ sinh đằng này, cô cứ tự nhiên nhé. Trong phòng này không có bàn chải đánh răng của ai ngoài cô gái ở đây cả. Chị Dung! Chị có phải là chủ hộ phòng 503 không ạ? Ừ đúng rồi, mà cô là ai đấy? Em là Diệu, ban quản lý mới của tòa nhà ạ. À, người yêu chị đẹp trai phết nhỉ? Tôi làm gì có người yêu? Thế... Đây, chị có quen anh này không ạ? Tôi không biết anh ta là ai cả, nhưng mà đây là nhà tôi mà. Hắn lấy được tiền với cả đồ lót của cô gái này rồi. Chả lẽ hắn không đề phòng gì chị à? Có chứ, hắn luôn tìm cơ hội để bắt chị uống nước. Nhưng mà nhìn hắn nhiệt tình như thế kia, chị lại càng nghi ngờ. Chị đúng là đỉnh thật đấy. Chuyện, thế mới là chị của mày chứ. Mà nhìn này, hắn đang không biết cầm cách nào để thoát ra được khỏi nhà. Đã đến lúc ấy, chúng ta giải thoát cho hắn rồi.